Rồi, hello, shop xe máy Hồng An lại kính chào cả nhà. Shop mình chúc anh em, bà con, cô bác mình một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và bình an anh em. Và hôm nay thì Hồng An xin chia sẻ với anh em một ít cái kiến thức và giá trị của những chiếc Dream Thái. Cho anh em mình có những cái nhận định để mình xác định mua những con xe Dream mình chơi nha anh em ha. Nói chung thì tiền ít tiền nhiều cũng vậy, quan trọng anh em mình có một cái kiến thức căn bản để mình bỏ một số tiền mua một con Dream mình chơi. Cái giá trị nằm ở những cái đồ theo xe nó trên là rất là nhiều nha anh em ha. Thà mình không đủ khả năng thì mình chơi những cái dòng khác, Super hoặc những cái dòng quay pha, quay Thái, và khi mình đã đủ khả năng thì mình có thể chơi những cái dòng Dream. Giá trị nó đúng với một cái chiếc xe anh em mình mua, nó sẽ không bị mất giá. Vì hiện tại là giá trị bây giờ đồng tiền nó kiếm khó anh em ơi, kinh tế cũng khó khăn ha. Đâm ra Hồng An cũng mong anh em mình trên cái kênh xem được cái clip này sẽ có một cái nhìn nhận một chiếc xe Dream thế nào là một con xe Dream giá trị đúng số tiền anh em mình bỏ ra mình mua. Vì cái thị trường bây giờ Dream rất là nhiều, đủ giá, đủ chiếc xe, thì các anh em mình không hiểu được cái giá trị. Anh em mình nghĩ nó rẻ, thực sự nó không có rẻ nha anh em ha. Thứ nhất là những cái đồ trên xe giá trị nó sẽ khác, giá trị cũng không hề nhỏ đâu anh em. Đồ Dream Thái anh em cũng biết rồi, vì mình bán đồ phụ tùng xe, mình biết cái giá trị của những từng món hàng và giá trị của cục máy. Một chiếc xe đầu chưa rớt giá trị nó nằm ở đâu, và một chiếc đã rớt đầu giá trị nó còn bao nhiêu phần trăm, và giá trị nó trẻ máy thì cái giá trị nó càng nó mất đi rất là nhiều anh em ha. Nhiều khi anh em mình mua rẻ, nhưng mà nhiều khi anh em tính lại đi, anh em sẽ sau này anh em bán lại chiếc xe đó, anh em sẽ bị lỗ rất là nhiều, chứ không có rẻ đâu anh em. Thành anh em khả năng mình mua tới đâu mình chơi tới đó, cho dù sau này mình không có khả năng mình chơi, mình khó khăn gì đó mình bán lại thì người ta vẫn mua anh em. Thì cái giá trị anh em chiếc xe nó nằm hiện hữu trên cái chiếc xe, cục máy hoặc cái chiếc đồ, anh em vẫn còn giá trị trên chiếc xe này thì anh em chơi sẽ không bị lỗ nhiều. Còn mua những chiếc xe mà giá rẻ không có bao nhiêu hết, nhưng mà anh em mới tính lại thì nó sẽ mất giá trị rất là lớn nha anh em. Vì người ta mua xe của anh em á, người ta sẽ tính đồ, tính giá trị cục máy chiếc xe. Nhiều khi anh em mình chơi sẽ bị thiệt nha anh em ha. Rồi mình sẽ đi chi tiết nha, mình sẽ phân tích trước tiên một chiếc Dream Thái cái giá trị nó nằm ở đâu. Mình chỉ tính sơ vài món thôi ha anh em ha, là anh em mình đã biết được là một con xe Dream nó giá trị nó đã mất đi bao nhiêu phần trăm giá trị xe rồi. Chẳng hạn như mình nói trước tiên là cái bộ nhựa đây anh em. Chẳng hạn như bộ nhựa của một chiếc Dream Thái tem hồng đời 94 này nè, cái bộ nhựa nha, và toàn bộ cái dàn nhựa trên chiếc xe này, nếu mà bộ nhựa được như vậy anh em ha, mình chẳng hạn mình nói như xe mình thôi, xe này mình bán 80 mấy triệu nha anh em ha, nhưng mà mình sẽ nói chẳng hạn như cái bộ nhựa chiếc xe này anh em mà đi mua ngoài thị trường nha, tem zin, nhựa zin đúng đời 94 theo xe, toàn bộ dàn nhựa xe này, mình tính dài ba món thôi anh em mình sẽ biết được cái giá trị của một con xe nó mất đi rất là nhiều nha. Anh em đừng có nghĩ ở khoảng là giá trị 50-60 triệu một chiếc xe đâu, 80-90 triệu gì đó, mình chỉ tính cái dàn nhựa thôi. Dàn nhựa gồm gì anh em? Gồm dàn nhựa nè, đèn nè. Mình tính dàn nhựa đó nha anh em ha. Chẳng hạn như mỏ dè, nguyên dàn nhựa chiếc xe này, anh em cầm 10 triệu mua không được nha anh em ha. Riêng cái chiếc xe này, dàn nhựa này, Hồng An bán chiếc xe có 80 mấy triệu thôi, nhưng mà cái dàn nhựa này anh em 10 triệu mua không được nha anh em. Tem zin anh em ha, tem zin nó sẽ khác tem lô nha anh em ha. Nó đẹp lắm nha anh em, dàn nhựa nè. 10 triệu mua không được cái dàn nhựa này anh em, kể cả là nó có luôn sẵn cái bộ tem này. Nếu anh em mà đi mua một bộ tem mà hàng tồn á, anh em biết một bộ tem không bao nhiêu anh em? Một bộ tem không là 7 triệu 8 triệu á, một bộ tem mà tem Dream 2 tem hồng này nè. Bộ tem mà Dream Thái 7 số thì nó rẻ hơn ha. Tầm cỡ 5-6 triệu là có một bộ rồi. Còn riêng những cái tem này nè, anh em kiếm mấy khó nè, 7 triệu một bộ tem, 7-8 triệu đó.
một bộ tem nữa nha anh em ha. Huống hồ gì vàng nhựa này nó theo xe, nó đẹp như vậy đó, anh em 10 triệu mua không được đâu. À, còn ngoài ra những cái vàng nhựa mà họ lắp ráp lên thì mình không nói rồi nha anh em ha. Nó rất là rẻ. Đầu gà đít vịt đó anh em, đó thì nó rẻ lắm anh em. Nhưng mà cái giá trị nó chơi là nó không có chuẩn hàng. À, trước tiên là bộ nhựa rồi anh em ha, là 10 triệu mình cho phỏng phỏng ra nha, thật sự 10 triệu mua không được cái vàng nhựa này đâu anh em. À, còn đẹp anh em ha, còn đẹp. À, vàng nhựa là mình cho tính luôn cái đèn đó nha anh em ha, chứ ngoài ra là không tính đèn đâu. À, đèn trước, đèn sau, đèn lái nữa anh em. À, mình tính cho cái đèn luôn. À, bộ nhựa đèn của nó đó. Nhưng mà bán lẻ cái bộ nhựa đèn không này mình bán trên 2 triệu nha anh em ha. À, mình tính chẵn thôi ha, cho 10 triệu nha anh em. Rồi cái thứ hai nữa anh em nhìn nha anh em ha, là cái bẩn. Nếu mà cái bẩn mà theo xe của đúng thằng rim Thái á, là giá trị nó phải từ cỡ 5 triệu đến 10, tùy cái độ đẹp một cái bẩn. Cái bẩn zin nha anh em ha, 5 đến 10 triệu tùy giá trị cái độ đẹp. Đúng hàng nha anh em ha. Tùy độ đẹp của nó. Đó. 5 đến 10 triệu một cái bẩn nha anh em ha. Anh em chơi rim nhớ nè. Và những cái bẩn của rim zin á, nó có cái khía này. Mới là zin nha anh em ha. Có cạnh này anh em. À, anh em nhìn cái logo này nè. Rồi thứ ba anh em mà thêm cái bộ niền, cắm đâm niền đây anh em ha. Cắm đâm niền đây. Nếu mà đúng mà cái bộ mà cắm đâm niền theo xe của rim Thái, kể cả rim tem hồng hoặc rim 7 số, đúng niền của nó, cắm của nó, đùm của nó, đúng hàng, hôm nay anh em cầm 10 triệu mua mới được nha anh em ha. Cặp niền không là 5-6 triệu rồi anh em. Tính sơ dài món anh em là nghĩ cái số tiền nó khủng lắm nha anh em ha. Có vài món mà đúng mà một chiếc xe rim Thái mà anh em mình chơi á, cặp bánh không là 10 đó, tính sơ đây nha anh em ha. Mà nhiều khi họ ráp những cái niền lẻ, niền rời, đùm lẻ đùm rời thì cái giá trị nó sẽ không có giá trị gì đâu anh em. À, quan trọng là hàng theo xe, anh em nhìn cái niền với bộ câm của nó. À, rồi trước tiên là cái bẩn là 5 đến 10 triệu ha, nếu mà bẩn zin còn giá trị. Thứ hai là vàng nhựa đã là 15 triệu rồi. Thứ ba nữa là cặp bánh, nếu mà cầm đùm niền đúng của nó là giá trị cũng phải có 10 triệu nha anh em. Thứ tư là cây bô nha anh em ha. À, nếu cây bô rim Thái mà đúng đời đúng đáp, bô đẹp, không có hàng, không có móc, ít nhất cũng phải tầm cỡ 5 đến 10 triệu một cây bô nha anh em. Còn những cái bô mà không đúng đời thì mình không nói rồi ha, những cái bô lẻ, bô hàng giả anh em ha. Còn bô rim Thái đẹp cỡ này cũng phải từ cỡ 5 triệu. À, đẹp hơn là 10 triệu là bô nguyên zin nha, không có móc, không có gì nha anh em, không có nói cổ nói gì nha. À, thì ba món anh em thấy rồi, nãy giờ mình chia sẻ là bốn món rồi đó. Là trước tiên anh em mà một con xe chuẩn chỉ bốn món đồ thôi,
là anh em đã thấy là tầm cả 35 đến 40 triệu rồi. Nếu mà đúng chiếc xe đó nó còn đồ, anh em đã lời được 40 triệu rồi. À, chứ đừng có tính tới những cái món đồ mà nó lẻ, nó lai đồ thì cái giá trị nó không có giá trị gì hết nha anh em ha. À, rồi chưa tính những cái vàng bạc ra máy nè, gấp nè. Rồi mình sườn nữa nha anh em ha. À, mình sườn phải đẹp nha. Cái sườn giá trị nó đẹp, nó nằm ở chỗ đẹp nha anh em. À, không hàng, không gì, không có bị làm đồng, làm đuôi nha anh em. Cái này cái chiếc xe của nó anh em ơi ha. Tem zin anh em. Đó, mình chia sẻ sơ sơ đi nha. Chưa tính những cái cùm hoặc những cái tay thắng, tay lái, kiến, bọng này kia nha anh em ha. Tính sơ sơ thôi, phỏng phỏng thôi anh em. Sườn zin nha, phải sườn zin nha. Còn riêng mà nó hàng sườn, nó lủng sườn là mất giá trị dữ lắm nha anh em. Sườn đẹp anh em ha. À, cái sườn đẹp như vậy thì giá trị chiếc xe nó sẽ khác hơn những cái sườn mà đã làm đồng qua. Và cái nước sơn sườn nó sẽ khác nữa nha anh em. Sơn sườn mà đậm là đi đẹp, ít đi. Còn mà sườn mà nó bạc bay thì cái giá trị nó sẽ xuống theo nha anh em ha. À, rồi mình tính sơ sơ thôi nha anh em ha. Còn những cái phục sau, phục trước, rồi ba ga mình không có tính tới. Mình chỉ tính những cái vài món chính thôi. Anh em nghĩ đi anh em. Đó, là đã là trị giá 35 đến 40 triệu rồi. Có 4 món thôi. Bây giờ mình sẽ tính tới cái cục máy nha anh em ha. Giá trị nằm ở cục máy nó nha anh em. Trước tiên cục máy mà nó còn nguyên zin, đầu nồi chưa chạm. Giá trị á, chẳng hạn như cục máy mà mình đang bán chiếc xe này 80 mấy triệu nè. Đó, đầu nồi chưa chạm, cục máy zin là 80 mấy triệu nha. So với cái chiếc xe nó hoàn hảo như vậy hết. Nếu mà cục máy mà nó rớt đầu thì chắc chắn là chỉ còn 50 rồi nha anh em ha. Không thể nào bán hơn được ha anh em ha. Mình bán là bán cái ngoài thị trường nó sẽ mua mình nó như vậy thôi anh em. Mình cho cái giá mà anh em họ mua vô đó, anh em lái cửa hàng họ mua vô thu vô con xe này. Nếu mà xe mình rớt đầu nó chỉ còn trị giá khoảng 50 thôi. Rớt đầu rớt nồi đi ha, cho nó như vậy đi, cho nó dễ rút lòng luôn đi. Còn nếu mà cục máy này mà nó trẻ máy luôn, à, coi như là nó đã trẻ máy ra ép dên, thì nó chỉ nằm ở hàng tầm cỡ 30 mấy 40 thôi anh em. À, đó thì anh em tự anh em suy nghĩ. Một chiếc xe rim Thái cái trị giá nó đi mất đi rất là nhiều, khi một chiếc xe mà bị rớt đầu, rớt máy, rớt nồi, giảm đi phân nửa luôn nha anh em ha. À, còn cái đồ là mình chưa có tính tới. À, anh em tính đi, một chiếc rim Thái nó như vậy đó anh em, không thể nào mà nó rẻ mà nó chất lượng được và nó bền được anh em. Tại đồ nó sẽ đi chung một chiếc rim. Đó, rồi anh em khẳng định một điều là anh em phải mua xe phải để ý những cái dàn đầu, dàn giòn, dàn cờ, cái giòn của nó. Nhiều khi anh em không biết, cứ nghĩ là zin, nhưng mà zin theo kiểu nào nha. Nhiều khi bây giờ công nghệ họ làm có thể là họ khắc phục được những cái dấu thẹo, những con ốc, vì ở đây ngoài thị trường bán đầy anh em ơi ha. Ốc đầu, ốc gì bán đầy hết, mình cũng biết mà những cái sản phẩm này mà anh em. À, nhưng mà quan trọng là anh em nhìn cái giòn, chịu khó nhìn cái giòn đây anh em. Cái giòn rim của nó, Hồng An chia sẻ nhiều clip rất là nhiều clip ha. Cái giòn zin của nó phải có sớ nha anh em. Vì hiện tại rất nhiều bộ giòn ở ngoài thị trường nó bán đầy hết. À, giòn Thái có rồi, giòn hàng chợ có, đều có cờ, đều là màu đen, nhưng mà màu đen của nó như thế nào mới gọi là giòn zin. Mà còn nguyên bản giòn zin của một chiếc rim Thái nó có sớ. Anh em cứ để ý nha anh em ha. Không có đen thui nha anh em ha. Nó phải có sớ nha, nhìn kỹ. Hôm nay quay anh em xem nè. Nó có sớ ngoài mới đúng là những cái giòn zin theo xe. Dấu là một lẻ nha anh em ha. Dấu nhiều khi họ mở khéo á, nhiều khi anh em cũng chẳng biết đâu anh em. Nhưng mà mình ở đây mình chia sẻ là cái giòn thôi. Vì công nghệ bây giờ thợ thầy họ cũng chuyên nghiệp rồi, mua những cái bộ đồ nghề rất là khéo, chỉnh không có dấu đâu anh em. Đó, mình căn bản ngôi xe mình là do zin hết, đầu nồi zin hết. Mình quay cho anh em mình xem cái giòn thôi nha anh em ha. Cái xe mà là đầu zin mà anh em nè.
cái dấu zin của nó nè, ốc zin dấu zin nè, rất là bén anh em thấy không. Giòn co xăng chưa mở thì làm sao rớt đầu được anh em, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái giòn màu thôi ha anh em ha, giòn sớ thôi. Còn ở đây mà nó giòn đen thui ha, không có sớ, là đa số mình nói thẳng 100% là giòn mới hết, mua ngoài những cái giòn chợ hoặc cái giòn trên hàng Thái mới bây giờ đều là những cái giòn mới, vì nó không có sớ đâu anh em. Tại mình đã từng mua những cái giòn đó, mua cho khách hàng họ dặn á, không có sớ, thì chỉ chỗ đó mình phân biệt được. Hoặc chiếc xe rin, nếu mà chưa rớt đầu, chưa rớt mái là cái giòn nó phải còn sớ, là chưa rớt. Còn mà đã giòn mất đi cái sớ là đa số rớt hết, do họ xử lý khéo, công nghệ khéo thôi anh em ha. Sớ hết, sớ nha anh em, sớ không, nó sẽ trắng trắng lên thấy không. Đó, để giùm mình cái nha anh em nhớ nha, cái này mình chỉ chia sẻ trên cái kênh xe máy Hồng An để anh em mình biết được thôi nha anh em. Nhiều khi anh em không biết, cứ nghĩ là nhiều khi người ta bán xe rẻ vài chục triệu mà đầu nồi chưa rớt này kia, chẳng qua họ xử lý khéo rồi họ dùng những cái giòn mới cũng là màu đen, mà đặc biệt là giòn rim nó khó lắm anh em, giòn sớ mới còn gọi là giòn zin nha. Còn những cái giòn mà hàng Thái cũng vậy nha, nó màu xám đen, không có sớ đâu. Những cái giòn đó là giòn mới hết, thì mình phát hiện ra nếu mà đã giòn đó không có sớ là ít nhiều là đã rớt hết trơn rồi nha anh em ha. Do họ thợ thầy tay nghề họ cao quá, họ làm lại xử lý lại rồi họ bán cho anh em những cái giá rẻ hơn. Nhưng mà anh em mua về đi, anh em sau này anh em bán lại, nó sẽ người ta sẽ coi ra được, anh em sẽ mất đi giá trị rất là lớn. Chẳng hạn mình nói nè, xe này là 80 mấy triệu nè, lỡ rớt đầu thôi, rớt nồi thôi là còn có là 50 thôi anh em, cửa hàng họ thu mình 50 thôi nha anh em ha, mất đi 30 triệu rồi nha anh em. Đó, mà đã rớt luôn cái máy nữa thì thôi ha, là còn có 30 mấy thôi anh em ơi. Cho dù anh đẹp cái nào đẹp nha, mình nói cho dù mình đẹp, đồ vẫn còn zin hết mà mất đi phân nửa giá trị xe rồi anh em. Đó, thế ra anh em không nghĩ, cứ nghĩ là giá rẻ là anh em sẽ mua ok hơn, nhưng mà không phải nha, rẻ anh em chơi như vậy anh em lỗ đó anh em. Chưa tính tiền đồ ha, tiền đồ nãy giờ mình phân tích rồi, 30 mấy 40 triệu chỉ có 4 món thôi, anh em đã mất đi mấy chục triệu rồi anh em, đúng không. Nè, sớ của nó nè, nhìn đây nè, sớ zin của nó nè, nó có sớ, nó sớ hết anh em, sớ nè, nó sớ cho anh em ha, này luôn nè, nó sớ hết trơn rồi, nó sớ nè, sớ đó đó, sớ zin đó đó. Mình khi chơi xe mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao nó rẻ hơn, ở ngoài nó rẻ là như vậy đó anh em, của mình là chắc chắn là chưa rồi anh em ơi ha. Nó ốc nè, cạnh nó bén cỡ này mà sao rớt được anh em, cho dù nó xét kệ nó ha, đi lâu nó phải xét thôi. Ở nhưng mà cái giòn sớ của nó có ha, anh em đúng không, nó sớ sớ nè anh em, nó phải có những cái bụi ngoài. Nó sần sùi kệ đó, vậy nó mới đúng anh em ha. Sần sùi nó mới đúng nha, vì khi xăng dầu rửa đó sần sùi, nhưng mà nó đúng đó nha, do gì nó như vậy mới đúng. Nè, kỹ đó em, sớ nó còn, sớ đó đó. Nó có sớ. Thì chính vì giá trị nằm ở đây, anh em biết rồi ha. Sớ của nó nè, nó te tua kệ nó, nhưng mà nó là dòng zin đó anh em ơi. Thì trước tiên là đã như vậy rồi ha, giá trị nó sẽ khác. Và đặc biệt tới cục máy nó nha anh em, cục máy phải êm nha, chứ phải cục máy mà nó kêu, nó giọng, nó ré, nó ra khói hở bạc thì giá trị nó sẽ còn để mất đi nữa nha anh em. Chất sườn của nó nè, đó thì mình chỉnh chia sẻ sơ thôi. Chẳng hạn như cái cặp te này, cặp te thằng này là cái màu này nó phải đi chung với thằng tem ở trên, nó màu vàng nha anh em. Cặp te này không, mà nếu mà đúng hàng theo xe
5 triệu đến 8 triệu một bộ đó, nếu mà đúng hàng mà đẹp nha anh em ha. Đi chung nha anh em. Cái này mà tem bạc là sai đây ha. Tem bạc là sai cái đời nha anh em ha. Thì tem xanh lá trên đây đúng cái form của nó là nhập khẩu là phải đúng. Ở trên đây màu vàng là của Lào nè. Thì ở đây nó sẽ màu xanh nha mới đúng nha anh em ha. Nó mà màu bạc là đã dán là hay là thay cái khác rồi, nó không có đúng bộ anh em. Đó. Thì cái bộ cạc te này anh nghĩ đi. Đó. 5 đến 10 triệu một cái cạc te nếu mà đẹp á theo xe. Nhưng mà nó mất đi cái cạc te này hoặc nó dặm nó sơn lại là giá trị nó sẽ khác rồi anh em. Đó. Đang kèo. Thì mình chia sẻ sơ sơ thôi. Đó. Chỉ có vài ba món một chiếc xe anh em mình lựa chọn mình chơi. Trong cái dịp Tết này thì thời buổi kinh tế nó khó. Khó lắm anh em ha. Nói chung cũng đủ dạng, đủ xe, đủ giá. Anh em kiến thức không có đủ thì mình nghĩ nó là một chiếc xe rẻ hơn 20-30 triệu. Nhưng mà thật sự anh em nghĩ đi, chỉ có vài món hàng thôi, mình chia sẻ sơ thôi. Còn những cái xe dựng, xe dọn thì nó đồ nó như lắm như đồ chợ bên em. Họ mua lẻ về họ ráp lên ha. Ráp cặp niền không đúng đời, không đúng đất thì giá trị nó sẽ rất là rẻ. Còn một cặp niền mà theo xe, vành theo xe, căm theo xe là 10 triệu rồi. Một cái cặp te là 5 triệu rồi. Một bộ nhựa theo xe 10 triệu đó, mười mấy triệu. Bộ tem không, nếu mà hàng mà như vậy đó, ít nhất cũng phải có 7-8 triệu một bộ tem không nha anh em ha. Tem mà tem hồng mà hàng hồi đó đó anh em đó. Bộ tem lửa thì nó rẻ hơn, cỡ 6 triệu là có một bộ tem lửa hàng tồn. Mình bán hàng mình biết mà anh em. Hôm đó mình quy ra đồ, mình biết được cái giá trị. Anh em mua xe đừng có nghĩ về giá, hãy nghĩ về cái chất xe. Trên một con rim nó còn bao nhiêu đồ zin, kể cả cục máy đầu có rớt chưa hay là chưa rớt. Rớt giá nó sẽ khác và chưa rớt nó sẽ khác. Anh em chạy chán, anh em đem đi bán, giá trị nó vẫn còn nằm ở một con xe mọc, xe zin, không có lỗ nhiều anh em ha. Còn mua nhầm những con xe nó vô đồ và đầu nó rớt, nồi nó rớt, nó bù phép lại, hai giòn lại thì anh em bán lỗ hơn phân nửa. Anh em nghĩ mua rẻ, thực sự là mua rẻ không rẻ mà bị lỗ hơn phân nửa nếu anh em đem đi bán lại. Đó. Thì bây giờ mình chia sẻ sơ thôi ha. Còn con xe này mình bán là chỉ có 80 mấy triệu mà nó chất mọc cỡ này đó anh em. Đó. Đúng rồi, rim 2 là 94. Còn nguyên zin hết. Xe này chỉ là thay cái yên thôi. Yên sắt hàng mới ha. Còn máy là anh em coi rồi nha. Bảo hành 10.000 cây số. Anh em chạy thoải mái luôn nha. Đó. Anh em nhìn cái đồ là biết anh em ha. Kiến zin theo xe nè. Kiến này nói chung cũng không rẻ đâu anh em. Những cặp kiến cỡ này cũng phải có 2 triệu, 1 triệu rưỡi một cặp kiến. Này kể coi, còn tay thắng nó vẫn còn nè anh em. Tay thắng nè. Bao tay ống nhựa nè, còn nè. Đó. Chẳng ba chén cổ nè, chưa xiết chưa canh chỉnh nè. Đó. Vàng nhám đẹp nha anh em ha. Vàng nhựa rất là đẹp. Anh em nghĩ đi, keo còn nè. Nói chung một chiếc xe anh em nhìn sơ là biết là xe mọc rồi. Nó đều lắm nha anh em ha. Ốc tán nó đều, tuy rằng nó cũ thiệt nhưng mà nó đều anh em. Đó. Còn keo nè. Ốc nè. Xe này kể cả dây thắng nè, không đo mét vẫn còn anh em. Chấm sơn của hãng nè anh em nhớ không? Đó. Dây thắng nè. Đó. Nó nhỏ lắm nha anh em ha. Những cọng dây thắng, dây không đo mét nó nhỏ xíu à, không lét anh em. Đó. Kể cái cọng dây e vẫn còn mà anh em. Dây e nè, nó bị cứng rồi em, lâu ngày nó cứng rồi ha. Dây e zin nè. Vẫn còn dây ga luôn nè anh em. Đó. Anh em nghĩ đi, cái chiếc xe đúng là chiếc xe mập anh em ha. Đó. Và đặc biệt rim hai tem hồng là nút đề màu đỏ nha anh em. Đặc biệt rim hai tem hồng nút đề màu đỏ nha, không có phải màu cam nha anh em ha. Đó, anh em nhìn cái nè, rim phong sườn nè, còn nguyên nè. Đó. Cái chui điện nè anh em, không cắt không nói nha. Những cái này mà nó bị mất đi là mất giá trị lớn lắm nha anh em ha. Chẳng hạn như bình xăng IC này kia lửa đó, họ đổi đồ này kia đó anh em. Đó nè, dây nè, không có cắt nối anh em thấy không. Đó, đồ đẹp nè. Đó, chấm sơn còn nè anh em. Đó, chiếc xe nè. Đó, cỡ này mà anh em, ghê gớm chưa anh em. Đó, nè cốp nè, đồ của nó nè. Nhìn là biết xe mọc, đúng mọc luôn anh em ha, không có tác động.
đó, như khi xe người ta dọn vô rồi đâm chỗ này đâm chỗ kia anh em đó, những cái sườn này anh em quá trời đẹp đó. 80 mấy triệu đó nha anh em, mà chiếc xe anh em nhìn nguyên mọc hết, đồ theo xe còn đầy đủ hết anh em đó. Mình đã phân tích anh em hiểu rồi, nãy giờ đồ nó rất là mắc anh em ha. Nhiều khi là chỉ cần 1-2 món đồ thôi, dàn nhựa không đúng thôi, tem không đúng thôi là mất đây là 10 triệu rồi đó. Cây bô bao nhiêu rồi anh em, bửng bao nhiêu rồi, cặp bánh bao nhiêu rồi, cặp te bao nhiêu rồi, chưa tính những cái lặt vặt chẳng hạn như cần số rồi chống ngang chống đứng, phuộc trước phuộc sau, ba ga yên này kia anh em ha. Đó, nhiều lắm nha anh em. Đó, anh em chơi anh em đi mua lại món đồ này rất là mắc, mua không nổi đâu. Chiếc xe thì rẻ nha, mua lại một chiếc đồ và dựng lên lại á nó mắc lắm, vì những con xe đẹp người ta bán nó giá cao lắm anh em, đồ giá trị nó đi theo chiếc xe mà. Đó, còn những cái đồ mà dựng lên ráp lẻ không đúng đách không đúng đời á, bán đầy ngoài chợ anh em, họ có thể mua cái bàn thờ nè, họ mua thể cái dè này, dè bị hư là họ mua cái dè, đồ dựng đồ ráp nó rẻ lắm, vì nó không đúng đời không đúng đách, chỉ qua nó mang tính một cái hình thức bên ngoài thôi, còn đã đồ theo xe mọc là nó phải zin hết chuẩn từ đầu tới đích, kể cả cái mình sườn nó phải đẹp phải dày đó. Chiếc xe rất đẹp anh em thấy không, một màu một anh em, một màu một à, rất là đậm. Cho nên anh em mình chơi rim trên cái kênh Hồng An á, anh em mà xem kênh Hồng An nhiều anh em sẽ biết được rất nhiều kiến thức, và chắc chắn anh em sẽ mua được những con xe như ý nếu mà đã kết đăng ký kênh xe máy Hồng An. Kể cả những người anh em mà họ làm máy, thợ máy cũng vậy luôn, biết được rất nhiều kiến thức về những cái phụ tùng xe, giá trị xe à, mình làm xe à, biết nhiều lắm anh em. Tan của nó xanh mới đúng nè. Và đặc biệt mình nổ máy xe anh em nghe nha, mình nổ máy lúc nào mình cũng quay gần và nổ rất là kỹ và chắc nha, không phải như mình quay xa là không có nghe tiếng đâu anh em. Cục máy rim rất là quan trọng nha, như mình đã nói rồi, cục máy mà nó rớt đầu, rớt nồi rớt máy mất đi giá trị rất là lớn. Cho nên anh em mình xác định mua một chiếc rim á, nên để ý cục máy phải êm, phải nhẹ, phải mạnh. Lỡ mua về mà nó không êm không mạnh, nó bị kêu thì anh em phải rớt đầu ra. Trong ra anh em mình mua chiếc xe về phải bị mất giá không anh em. Thà mua một chiếc xe zin, anh em chạy bao lâu được bảo hành 10.000 cây, anh em chạy rất là lâu không có bị mất giá, và giá trị nó vẫn nằm ở chỗ anh em mình chơi. Củ đề zin anh em, nó có sớ anh em ha, nhìn kỹ nha, có sớ đó anh em. Sớ trắng trắng lên đúng không, sớ gìn nè, có sớ đó đúng không. Giá trị anh em mình chơi cục máy nữa nha anh em ha, cục máy mà nó êm anh em đi bền, giá trị nó vẫn nằm. Anh em mua nhầm những cục máy mà nó chưa rớt về phải rớt coi như thua luôn ha, và trả lại cho họ, anh em họ sẽ đè giá cho anh em liền à. Chứ khi mình mua là mắc, bán lại cho họ họ thu giá rẻ luôn. Phải anh em mình tự mang cái kiến thức nó dở mình đi mua chiếc xe không anh em à. Tại sao mình không mua từ lúc đầu, lựa những con xe chuẩn, xe chất lượng, mắc không bao nhiêu hết, mà được bảo hành máy, được bảo hành cái dàn ngoài, phụ kiện đều là nguyên zin hết à. Chấm sơn còn anh em à, đúng xe mộc à, sườn bao đẹp luôn anh em à, nguyên hết à, chạy chỉ luôn nè anh em. Rồi mình sẽ nổ máy anh em mình nghe nha anh em ha, anh em coi nè à, nó lại nha anh em, rim 2 nó sẽ lại ha, không có vuông nha anh em ha, cái đời đầu nó nhỏ lắm à, mới đúng là rim 2 tem hồng nha anh em ha, nhớ nha, những cái đồ đạp thắng á, của rim 2 nó nhỏ lắm nha anh em à, chống đứng nè anh em coi nè, chưa có mòn à, dày lắm nha anh em,
bánh nó hở nè, thấy không? Đó. Gấp dán keo luôn rồi. Tèm. Rồi mình nổ máy nha. Nói chung cuối cùng nữa là chỉ còn cục máy thôi ha. Anh em mua được chiếc xe mà cục máy nó êm, chạy nhẹ thì anh em đi 23 năm, 2 năm nữa bình thường. Giá trị nó vẫn nằm ở anh em mua chiếc xe không bị mất giá. Anh em mua nhầm chiếc xe, chạy thời gian về, trong vòng 3 tháng, 6 tháng nó kêu cò, kêu cam, ra khói hở bạc, lột dên, thì anh em nghĩ đi ha. Xác định là mua chiếc xe bao nhiêu, anh em sẽ lỗ đi, mất đi phân nửa tổng giá trị xe rồi ha. Làm ra trước khi chơi mình xác định cho kỹ nha anh em, nhớ nha ha. Mua cục máy phải êm, phải chắc thì mình đi nó bền, không mất giá. Mua cục máy mà nó nhão, nó kêu, anh em về xác định là đã bị mất giá rồi. Huống hồ gì mua những con xe rớt mà họ làm khéo lại ha, là mất giá còn ghê gớm nha anh em ha. Rồi mình nổ máy nha. Vì công nghệ bây giờ nó tiên tiến lắm, những cái đồ nghề nó có chụp những cái phíp đó, dặn là không có thấy dấu đó anh em. Bây giờ chỉ có nhìn dấu qua những cái giòn thôi à, không anh chia sẻ anh em ha. Vì những cái giòn máy á, mở ra nó sẽ bị rách đó. Trước tiên là giòn co xăng đó, giòn bốn lỗ, giòn cánh bướm. Nói chung là trước sau gì nó cũng bị rách à, không thể nào giữ được đó anh em đó. Mà rách mà nó thay là anh em nghĩ là hiểu rồi ha. Tại sao giòn này giòn mới, không đúng giòn zin, thì không có lý do gì mà tại bị thì là hết, vì anh đã rớt thôi đó. Trước tiên là giòn co xăng là phải xác định là phải coi trước. Giòn co xăng chưa mở thì không bao giờ rớt được anh em ơi ha. Vì họ rớt ra họ phải làm đầu, làm khói, làm này kia là phải giữ nguyên à. Xe này xe mọc mà anh em. Và mình quay máy rất là gần nha. Muốn xác định một cục máy mà nghe chuẩn không chuẩn phải quay rất là gần. Có nhiều khi đa số là anh em họ không dám quay gần đâu anh em, họ đều né hết à. Quay đâu quay nha, mà tới gần cục máy là anh em để né chỗ khác liền ha. Không dám quay giòn nè, không dám quay ốc nè. Anh em tự hiểu nha anh em ha. Mình nhắc khéo anh em trên kênh Hồng An, anh em biết thì để những cái kênh mà quay á, tất cả chỗ nào cũng đẹp, cũng quay gần đó. Mà tại sao cái ốc chỗ phần đầu nó lại, người ta lại né ra một chỗ đó, không dám để gần vô. Tại sao mà Hồng An lại lúc nào cũng quay gần cái đầu, quay gần những tiếng máy là lý do tại sao? Anh em tự anh em đặt dấu chấm hỏi, anh em mình tự nghiệm ra nha anh em ha. Nói chung là vì hàng thật mà anh em. Mình bán hàng thật thì làm sao mình mà né những cái bộ phận này ra, không có né được đâu anh em ơi ha. Thật là thật, giả là giả nha. Chỉ có họ giả họ mới né phần này ra thôi, tại sao mấy phần kia họ quay gần? Anh em tự anh em mình hiểu được. Chưa có dấu luôn anh em. Đậu nó dơ ra nha anh em ha. Quay cỡ này đó anh em, chưa ăn thua đó. Cho nên cái gì nó cũng có một cái lý luận hết anh em ha. Đừng thấy rẻ mà ham ha. Nhiều khi mua mắc nó vẫn còn bị lầm mà. Anh em muốn gì mà anh em mua những chiếc xe rẻ? Không có rẻ đâu. Rẻ là những cái ý gì đó trong đó người ta cũng đã tính trên đầu anh em rồi. Vì cái người bán xe người ta sẽ tính hơn anh em mua, anh em chơi đó. Không có hàng nào bán xe nào mà không nằm cầm cái cán hết trơn á. Cái cán của họ là nằm ngay cái chỗ mà cái kẽ hở của anh em suy nghĩ chưa có tới. Mà Học An sẽ phân tích cho anh em, nãy giờ anh em thấy rồi đó. Vài món hàng thôi ha, là vài 30 triệu rồi. Anh những cái đồ nhựa, cặp bánh, cây bô, cái bẩn, chưa tính yên nha. Đó. Nói chung xe này mình bán 80 mấy triệu, anh em nghĩ đi, 80 mấy triệu mà nó hoàn toàn nó đủ hết. Trước tiên là đủ vàng nhựa, đủ cặp bánh, đủ cây bô, đủ cái bẩn đó, và đủ luôn cái máy như xe điện, bảo hành 10.000 cây. Anh em tự nghĩ nha anh em ha. Đó. Đều là giòn đen, có cờ hết, có sớ hết. Cục máy bảo hành là nói chung 10.000 cây, đúng hàng zin. Thì anh em nghĩ đi nha. Đó, mình quay chuẩn như vậy mà giá có 80 mấy triệu thôi.
thì huống hồ gì những chiếc xe khác mà họ đang rẻ có mười mấy hai chục triệu mà anh em nghĩ đi, không còn đồ đâu anh em, kể cả cục máy là chưa có chắc chắn là xe zin nha. Mình nói trước như vậy, anh em tự anh em đi xem xe, anh em kiểm tra kiểm chứng lại nha. Và máy chưa chắc bảo hành cho anh em đâu nha anh em. Tại cái kênh mình là bán là hàng chuẩn trước giờ, mình hứa anh em là độ uy tín nó lên đạt tới 100% độ uy tín ha. Tuy rằng bán mắc nhưng mà nó chuẩn nha anh em. Mà nếu mà so sánh ra anh em mua vẫn rẻ, không mắc đâu anh em. Vì mình đã chia sẻ những món đồ rồi ha, không có mắc đâu anh em, rẻ, rất là rẻ luôn. Rẻ sao anh em, sau này anh em chơi á, trị giá anh em chơi sau này anh em không chơi nữa, anh em đem đi bán. Giá trị nó vẫn nằm ở những chiếc chất giá trị này. Ít nhất anh em chỉ lỗ được có 10% là duy nhất, còn không gửi lại Hồng An. 10% Hồng An lúc nào cũng thu lại anh em nha. Hoặc 15% tùy giá trị anh em mình bảo quản thôi. Còn anh em không có sợ bán chỗ nào hết cho anh em ha. Đó. Thì khi anh em bán cho anh em mình chơi thì phải lời hơn nữa anh em. Máy êm như xe điện. Máy êm vậy đó anh em. Quay cỡ này đó anh em. Đâu có né tránh gì đâu anh em ha. Vì quan trọng là nhìn cái giòn á, đa số họ né là né cái giòn thôi. Mình nói thẳng anh em ha, thứ nhất là né cái giòn. Quay rim thái là sợ nhất là cái giòn. Vì mình biết được là giòn đen nó có sớ mới đúng là giòn rim chính hãng, hàng theo xe ha. Còn giòn mà đen thui không có sớ không gì hết, cái màu nó sẽ khác, thì nó là hàng thai rồi. Thai là sao rớt đầu. Và cờ, cái nào cũng có cờ nha anh em ha. Kể cả giòn hàng thai mới nó vẫn có cờ mà anh em. Đó. Nhưng mà họ xử lý khéo lắm. Nói chung thì né cái đầu là anh em tự hiểu ha. Đó. Còn mình hàng thật thì lúc nào cũng quay có sao đâu anh em. Còn ốc này kia dễ lắm. Nói chung là công nghệ được hết à. Mà xe mình là xe zin, quay cho anh em mình xem ha. Chứ không có gì hết đâu, đừng có xe móc. Ốc bây giờ công nghệ họ có thể mua những cái đồ nghề khéo khéo, họ mở được hết anh em ơi. Mình nghe cục máy thôi. Đó, mình sẽ bịch bô nha anh em ha. Em cho xe điện là có nha anh em ha. Mình bán xe anh em biết rồi, bảo hành 10.000 cây đâu có đơn giản đâu anh em. Chẳng có kênh nào mà dám bán bảo hành 10.000 cây cho anh em mình dùng đâu. Vì sao anh em? Vì chất lượng họ không có khẳng định, dám khẳng định cái chất lượng máy móc mà anh em. Làm sao mà dám bảo hành được. Còn mình là nghề thợ ha, xuất thân tự thợ và từng bán đồ, bán chiếc xe, kiểm tra xe, giám định xe thì mình cái 10.000 rất là bình thường. Có những chiếc xe bảo hành 20.000 là bình thường luôn anh em. Huống hồ những chiếc xe 10.000 cây nói chung là bảo hành cho có thôi anh em ơi. Thực sự là anh em đi thêm 30-40 ngàn cũng chẳng là gì đâu anh em. Nếu mà hay nhất thường xuyên nha. Rồi ok ha, clip rất là dài. Và chia sẻ anh em mình nên nhớ nha, thị trường bán xe nó đầy rẫy hết, giá cả cũng rất là nhiều giá. Còn chọn lọc là do của anh em thôi. Anh em nào mà đã đăng ký kênh Hồng An thì anh em cũng đã có một cái duyên, biết được kiến thức, sau này anh em đi mua xe bất cứ xe gì cũng vậy ha, mình xác định được chiếc xe giá trị nó nằm ở hình thức đồ theo xe. Thứ nhất là đã giá trị nằm ở đồ theo xe nó rất là nhiều thì giá trị nó sẽ cao hơn. Còn những chiếc xe mà mất đi giá trị, không còn đồ nữa thì giá trị rất là thấp. Thứ hai là cục máy, giá trị nằm ở cục máy, rớt đầu nó sẽ khác, rớt máy nó sẽ khác. Chứ đừng có nghĩ mà nó rẻ hơn 20-30 triệu, 10 triệu là nó. Anh em sai lầm lớn nha anh em ha. Vì người bán hàng lúc nào họ cũng là đã tính trước anh em rồi, không có rẻ đâu anh em. Nếu rẻ là họ đã bán cho những anh em lái, họ đã mua của họ rồi ha, không đến lượt anh em mua đâu anh em. Nếu mà xe rẻ, xe chất lượng, rất nhiều anh em lái họ đã mua về rồi, không đến lượt anh em đâu anh em. Làm gì phải đăng lên anh em ha.
chỉ có những chiếc xe chuẩn giá trị cao đúng giá thì lái họ không thể nào họ mua được nữa, thì mình mới là sở hữu thôi anh em. Chỉ có giá mà cao đúng chất lượng thì lái không thể nào mua về bán lại được nữa, thì anh em mới đến anh em ta anh em được. Còn mà khi mà đã rẻ thì đến ta anh em nó thật sự là nó chẳng còn gì đâu mà để anh em mua đâu anh em ha. Vì người khác đã mua rồi, lái họ đã mua rồi, chỉ cần lời 5-3 triệu thôi là lái đã mua anh em rồi, mua trước anh em rồi, cần gì phải đăng anh em. Anh em phải nhớ một điều nha, nếu mà đã thơm thì không tới tay anh em đâu. Người ta lái, người ta chỉ cần mua về người ta đã bán lời rồi anh em ha. Nhớ một điều nha anh em ha. Còn mà đến tay anh em á, chỉ còn những cái kèo mà nói chung là những cú chót á anh em, vớt giác được bao nhiêu vớt á. Còn mà đã kèo thơm là những anh lái người ta lời 5-10 triệu người ta lấy về người ta bán cái một à đó. Còn chẳng hạn như xe Hồng An nè, giá nó tới nóc rồi ha, đúng giá đúng giá trị thì lái nó không thể nào mua được nữa đó. Chỉ có đến anh em thì tùy duyên ha. Anh em mua được những chiếc xe này được bảo hành 10.000 cây đó, cam kết về máy, biển số Sài Gòn chính chủ, thì đâm ra những chiếc xe Hồng An bán nói chung là lái không thể nào đụng tới nữa nha anh em. Vì những cái xe này mình cũng lấy lại của lái cũng có nè, thật sự mình lấy lại của lái cũng có nè đó. Và mua của anh em dắt tới nhà mua cũng có nè, lái chỉ tới nhà mua cũng có nè. Thì mà là mình đã mua là người cuối cùng rồi, cái giá nó cũng đã tới rồi, đâm ra lái không thể nào mà dớ được nữa nha anh em ha. Chỉ có anh em biết am hiểu xe, chất lượng xe thì anh em mình dớ được thôi, cái duyên ha. Nhưng mà dù sao nó đi nữa nó cũng là một chiếc xe chất lượng, xe bảo hành đúng chất xe à, thì giá nó là giá tới nóc anh em mình chơi rồi, là cam kết là hàng đúng hàng, không có mà có sơ hở cho lái đụng vô đâu anh em. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem nha. Cả nhà mình cho mình một cái đăng ký và một cái lượt chia sẻ nha anh em. Bye bye cả nhà nha. Con này mình bán 80 mấy triệu nha anh em. Nói chung là anh em chạy dưới hàng 8 mình sẽ không bán đâu anh em ơi. Đúng 80 mấy triệu mình mới bán nha. Xe 4 số, biển số Sài Gòn, một chủ anh em. Ủy quyền, công chứng, mua bán trúng cốc đều được nha anh em ha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Số điện thoại cho anh em. Rồi, bye bye.